CX42 này thì năm trượt, năm trượt zin nó rất là ngon, mặt tiền khá là đẹp. Cái dây giật thì nó hơi tuột một tí thì để chỉnh lại giúp cho anh nha. Công suất nó tầm 42.1cc này, nặng 4,5 kg. Máy này bao hơi nha, có lửa này, là có cái mã số đi theo này, chắc khá là khỏe. Xích thì để gắn cho một cọng xích nha.